tàu vào con. Hai đứa về phát là đang ăn đồ ăn vặt đây này. Cái mua quay rồi đó. Quên chặt. Mình chưa bảo nó chỉ bút một phát là hết. Phua trời. Hết rồi. Hai chim pam giờ đã. Ông ạ chim pam giờ đi xi. Xíp xíp bự đi. Ông ạ chim pam chim để xi đang nào ông ơi. Go lê ya. Ya. Mọi người ơi, thì bây giờ mình đang chuẩn bị bữa tối. Hôm nay thì nhà mình sẽ ăn món rau cải bắp luộc. Nói đùa vậy thôi chứ bây giờ mình sẽ luộc rau trước. Còn tí nữa mấy món bình thường dân dã kia thì mình sẽ làm sau. Còn bọn trẻ con thì nó sẽ ăn cái món này. Hồi nãy mình có cho vào đây rồi này. Đây là cái món barbecue đó mọi người. Tí nữa đến gần đến giờ ăn mình sẽ quay khoảng 10 phút là được. Hồi nãy mình có cho vào đây một ít muối rồi. Bây giờ mình luộc qua là được. Còn trưa sáng nay mới mua được cái cải bắp nhỏ đó. Tươi. Cái bắp cải luộc này mình luộc xong rồi cái nước mình cho một tí gừng với lại tí muối mình chính vào uống ngon. Kháng cơm. Nhưng mà nhà mình thì không có ai chứ ăn canh mấy đó. Nên là hôm nay chỉ ăn cái bắp cải này không thôi. Ở Việt Nam mình mùa này đã có rau đay mùng tơi cho mọi người ơi. Rau đay canh cua ăn với lại chấm với cà pháo ấy. Giờ nói lại thèm. Mình thì những món khác thì mình cũng rất là thèm, nhưng mà thèm nhất là cái món canh rau đay chấm với cà pháo mắm tôm ấy. Ăn là phê luôn. Nhớ hè năm ngoái mình có bị cảm lạnh một lần. Giữa mùa hè mà để bị cảm lạnh á, một tuần rồi không cần ăn uống gì hết á. Kiểu người mình nó mệt mà. Thế làm sao cái chị hàng xóm ấy, chị mang cho một hũ cà pháo muối. Trời ơi, thế là ăn với lại cà pháo với mắm thôi, mắm tương chiên rủ Việt Nam mình á. Ăn hết hai bát cơm. Chồng mình nhìn thấy anh còn hoảng mà. Anh bảo lúc mà người Việt Nam những cái món mà mình ăn từ nhỏ ấy đó. Năm nay thì ở bên này người ta cũng trồng nhiều quả pháo lắm, nhưng mà hiện tại là chưa đến mùa. Mấy hôm nữa đến mùa các chị đang bán trên mạng ấy, thì mình vào mình mua. Bây giờ mình sẽ vớt ra này. Mấy hôm trước có một chị hỏi cái khay đá này mình cho mọi người. Đây này. Chị bảo là lần sau, cái clip lần sau ấy, em quay cho chị xem để chị mua. Bây giờ mình mới nhớ ra này. Cái khay đá ấy nó như thế này này mọi người. Cái khay của nó màu tròn, mình sẽ đổ nước vào đây. Xong rồi khi mình đóng lại á thì nó sẽ như thế này. Cái này cũng vậy này, mình mua hai cái y như nhau nhưng mà cái này nó là to hơn, cái loại này dưới thì nó bé. Đổ nước đầy lên đây xong rồi đóng cái này vào. Nó như thế này nè mọi người. Màu tròn. Trông thích nhỉ. Mấy cái này mình mua ở hiệu Taiso đó mọi người. Không biết ở Việt Nam mình có Taiso không, nhưng mà ở đấy nó bán á. Có 1.000 một cái à. Cái này nó có 20.000 tiền Việt Nam thôi. Cái này cũng thế, 1.000 won, rất là rẻ. Vừa nãy thì mình có mua được cái cá lươn này mọi người. Hôm nay ở siêu thị nó bán giảm giá, đại hạ giá luôn á. Giá gốc của nó ghi là 21.000 mà nó giảm còn có 9.000 thôi mọi người ơi. 9.900 won, gọi là bằng 10.000 đi. 200.000 một cái miếng như này. Mình mua hai miếng về ăn thử. Tại vì cái món này nhà mình không có được ăn mấy. Tại vì nó rất là đắt. Cái này đấy, cái này ra nhà hàng một người phải 30-40.000 cơ. Nên là hôm nay thấy rẻ nên là mua về.
cái món này thì tí nữa mình chỉ cần cho vào chảo mình rán qua một lần là được, tại vì nó có gia vị sẵn rồi đó, mình không phải làm gì hết. Và đây thì mình có đang luộc mì Ý này mọi người, tại vì bọn chị con nó đói thích ăn ấy, nhưng mà mì Ý hôm nay thì chỉ có mỗi cái gia vị cà chua này thôi, những cái khác thì mình không có chuẩn bị được, nên là thôi có gì cho đấy. Sao cái lươn này nó cứ cong lên này mọi người? Ngapa? Mình không có ngapa bún lo chỗ. Chăng rồi, hết rồi. Chăng rồi hết rồi. Một mình không có làm được cho này phải gọi chồng mình anh ra anh giúp. Khổ, nhà quê đã ăn cái món này thì bao giờ đâu mà biết. Má dẻo quá. Chồng mình đang ngủ, gọi dậy nướng lươn phát nữa, bật dậy ngay. Chồng mình bảo chắc là nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà xây cái này khác, xây cái này khác vào. Đây là món lươn này mọi người, còn đây là sườn barbecue của hai đứa. Bây giờ mình chưa với đồng ăn. Mình chưa bảo ăn thử, để con ăn thử. Xong mình gói bên này bắp cải luộc. Nó ngon là khai bị mốc. Mình chú nó ăn ngon chưa? Mày sẽ khai biết. Rồi ai anh khen cái món sườn này mọi người. Ăn được cho nó mệt. Sắc không sạch thật, không mắc thôi. Bây giờ nhập nhân cơm nha mọi người. Chồng mình anh ấy cuộn cá lươn với lại cái rau này. Nhưng mà người Hàn ăn cái gì cũng cuộn. Vừa nãy bảo cái này là định chấm mắm nhưng mà bỏ ra thì thấy mắm nhà mình hết cho nên mình chấm với cái tương của Hàn Quốc này. Rồi thấy Minju nó cuộn chưa? Ăn kiểu chuyên nghiệp. Ăn thử miếng đơn thế như thế nào. Mình tưởng là cái này nó không có xương nhưng mà ai ngờ nhiều xương lắm mọi người. Đúng cơ mà nó. Cái món này thì không dám cho bọn trẻ con ăn, tại vì nhiều xương lắm, mới lại xương nhỏ ấy. Sợ hóc chết, cho chúng nó ăn sườn thôi. Thì cho ăn sườn, khai bí. Ăn thêm miếng sườn xem như nào, ba mua nó xem. Cái này thì hôm nay mình mua ba cái nhưng mà chỉ nấu một cái thôi. Ăn vừa vừa thôi để không khác, ăn hết rồi mai lại nhịn chứ. Kèm với kim chi. Ăn chết xong rồi. Ăn cuối chút không? Ăn rồi. Mọi người nhìn miếng của chồng mình. Cái món sườn này thì hai đứa nhà mình nó ăn ở trường
nó về nó khoe, nó bảo là mẹ cái món này ngon, nó mẹ mua cho con, nhưng mà mình không có biết nó là cái món gì á. Thế là mình bảo nó ghi tên rồi. Thế là hôm nay tình cờ đi siêu thị nhìn thấy mới mua về. Vừa nãy chồng mình anh hỏi nó là ăn ở trường ngon hay là ở đây ngon, nó bảo là ăn cái của trường vẫn ngon hơn là cái nhà nào. Không quên ăn mì ý gọi chưa? Còn phần cho em hai bia hết thôi mà. Hả? Được không? Tôi không muốn ăn. Khoảng nó ăn, để nó như này. Mẹ phải ăn chưa? Ở bên Hàn Quốc á, từ hôm qua này đang có cái vụ thị trường Seoul tự sát á, bị một con bé thư ký khởi tố về cái tội quấy rối tình dục. Việc đấy thì không phải là xảy ra tới bây giờ, nó xảy ra tới cái năm 2016 cơ, nhưng mà bây giờ cái con thư ký nó mới đưa ra tòa nó kiện đấy. Thế là mình đoán là cái ông này chắc là cũng ấy thật, cho nên là kiểu như là xấu hổ với lại gia đình với lại người dân á. Thế là hôm qua tự tử chết thôi. Công nhận người Hàn Quốc sao người ta hay tự tử nhỉ, cách nghĩ của người ta khác với mình sao ấy. Mà tự tử thì có phải là uống thuốc ngủ hay là như nào đâu. Nên tận cái núi ở đâu ấy, tự tử làm cho bao nhiêu là cảnh sát rồi người dân tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ. Trước đây cũng có một ông làm chính trị nhận là 10 triệu tiền Hàn Quốc á, hối lộ, nhận tiền hối lộ. Hôm sau người dân người ta biết phát cũng nhảy đầu tự tử luôn. Không chỉ là riêng giới nghệ sĩ đâu, giới chính trị người ta cũng bị cái gì. Ai bảo làm được mỏ làm chi đúng không? Mỏ hổ. Hôm qua chú lầu ăn mông mừng đó. Đúng không? Ừ. Ừ, anh có con mò. Mò bố cô. Ừ, anh ạ bà chú. Béo. Mà bà khắp mô quầy chú hả? Có thấy hết chứ. Còn miếng dần này hai vợ chồng đang nhường nhau. Chồng thì anh bảo mình ăn, mình thì bảo anh ăn. Min chưa, nó bảo thôi mẹ ăn đi, bố phải đang trong thời gian giảm cân. Vậy anh đang có lời muốn nói với mọi người. 5,000 구독자, 진심으로 감사드립니다. Chồng thì anh đang gửi lời cảm ơn ông đến tất cả mọi người á. Kênh của mình thì đến hôm nay đã được 5,000 người đăng ký rồi. Cho nên anh đang bảo là gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Thì thôi hôm nay mình quay đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.